mọi người đã quay trở lại với kênh Thảo Mốc Bang. Thì hôm nay Thảo sẽ ăn cơm cá hồi với lại măng tây. Cá hồi này Thảo áp chảo xong rồi Thảo sốt nước mắm. Còn cái măng tây này thì Thảo xào với lại dầu hào. Còn đây là nước tương, Thảo có cắt thêm vài lát ớt nữa. Rồi bây giờ Thảo xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức với Thảo nha. Đây nguyên một cái chén cơm đầy dung luôn. Cái măng tây này nó giòn rất là ngon luôn.
ăn xong rồi mọi người ơi, quá ngon và no luôn. Thì video của Thảo cũng sẽ kết thúc ở đây luôn. Thảo cảm ơn mọi người đã xem. Thảo chào tạm biệt và hẹn gặp lại video sau nha. Bye bye.